hướng dẫn các bạn cắt một chiếc lá như thế này. Để có thể cắt được một cái lá phong như thế này thì các bạn chuẩn bị cho mình một cái kéo và một tờ giấy màu xanh thế này thôi nhé. Và bây giờ cùng bắt tay vào cùng mình vào làm thôi, mình hướng dẫn các bạn nhé. Đầu tiên với tờ giấy màu xanh như thế này này, các bạn sẽ chuẩn bị một tờ giấy hình vuông nhé. Và sau đó các bạn sẽ gập lên cho mình, gập đôi lại. Sau đó mình sẽ tiếp tục gập đôi này. Sau đó các bạn mở ra, các bạn sẽ gập đôi từng bên của nó lại như thế này. Rồi sau đó các bạn lật lại, các bạn mở ra cho mình như thế này nhé. Và các bạn sẽ chú ý mình sẽ gập phần này nhé. Các bạn nhìn này, đây là cái phần sống của nó mà mình vừa mới gập được này. Mình sẽ gập vào bên trong như thế này. Nhưng các bạn sẽ để chừa lại cho mình một chút, các bạn sẽ không gập thẳng vào đây nhé. Tiếp tục các bạn sẽ gấp phần bên này. Các bạn sẽ gấp nối tiếp nó vào bên bên trong như vậy. Và cuối cùng này, chúng ta cũng sẽ gập tiếp như vậy, nhưng chúng ta sẽ vẫn để chừa ra một phần. Rồi, sau đó mình sẽ được hình như thế này. Và mình sẽ tiến hành cắt nhé. Mình sẽ cắt từ đây xuống này, theo một đường thẳng. Cắt xuống đây. Thì các bạn sẽ chừa lại cho mình một chút nhé. Phần này các bạn cắt lên. Đây, mình sẽ có một phần như thế này. Và để tạo được cái độ cong của chiếc lá này thì mình sẽ lật lật ngược phần này lại này. Các bạn sẽ nhìn thấy được phần gấp phần bên trên. Mình sẽ cắt phát đi một chút. Và ở dưới này cũng vậy, mình cũng sẽ cắt vát đi một chút nữa. Sau đó các bạn sẽ mở ra. Đó, và mình đã được một chiếc lá. Một chiếc lá phong. Chiếc lá này của mình lấp lánh đúng không mọi người? Các bạn có thấy chiếc lá của mình đẹp không? Chào mọi người, mình đang có một ngôi sao năm cánh ở bên trong và bông hoa bên ngoài như thế này. Và hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách cắt nhé. Để cắt được bông hoa có hình ngôi sao này thì các bạn chỉ cần chuẩn bị cho mình một cây kéo và một tờ giấy hình chữ nhật như thế này nhé. Và bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn. Đầu tiên các bạn sẽ gập đôi tờ giấy này lại cho mình này. Sau đó các bạn sẽ gập chéo tờ giấy này lên. Góc này nó sẽ trùng với cái góc ngoài này. Sau đó phần này các bạn sẽ gập vào. Đôi nó vào như thế này nhé. Và mình có cái phần thừa bên ngoài này thì mình sẽ lật nó xuống. Mình gập như thế này. Sau đó thì tiếp theo mình sẽ cắt nhé. Sẽ cắt hình vòng cung như thế này. Và mình cắt tiếp nhé. Mình sẽ cắt
bạn sẽ cắt sát vào trong một chút, nhưng các bạn không cắt rời ra nhé. Các bạn làm một đường chéo lên như thế này. Sau đó các bạn sẽ mở ra. Vậy là mình đã có một hình ngôi sao ở bên trong và một bông hoa ở bên ngoài rồi. Các bạn có thấy đơn giản không? Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở những video sau nhé.